Khởi hành đi lên đỉnh Phan Xê Băng. Xe đã chờ trước khách sạn rồi. Đây, trời mù sương. Giờ 8 giờ 15. Đây. Bây giờ mọi người thấy là sương mù che kín cái đỉnh cây luôn. Trên kia là sương mù nha. Rất là lạnh. Rồi, khởi chuẩn bị lên xe khởi hành. Quấn bây giờ. Hello. Hello. Tiết trời rất lạnh nhất của Sapa và Phan Xê Băng trong sáng hôm nay, cũng như ngày hôm nay nha. Yeah. Không khí thời tiết ở phía ngoài rất là mù. Đây cũng là sự đặc trưng và đây cũng là cái nỗi khổ của người dân ở cái thị trấn Sapa này vào mùa đông các cô thầy nhé. Yeah. Ta đến Sapa thì các cô thầy chúng ta cảm giác lo lắng là giấc ngủ của mình không đảm bảo, rồi lo nữa là điều hòa chúng ta không đủ ấm. Nhưng mà ở Sapa này thì với các cô thầy chúng ta chỉ có cái thị trấn này thôi. Những người Việt chúng ta sau này lên trên này bắt đầu mới có những khách sạn rồi mới có điều hòa. Người dân tộc bản địa ở đây thì với các cô thầy chúng ta ở xung quanh khu vực này họ không có khái niệm của một chiếc áo ấm đấy, các cô thầy chúng ta. Có những cái bản cái xa xung quanh Sapa này có những trẻ con thôi, với các cô thầy chúng ta nó tự đề kháng trước thiên nhiên. Các cô thầy chúng ta tự đề kháng trước thiên nhiên, thay vì trẻ con ở dưới suối chúng ta rất là lo sợ, rất là sợ, thì ở trên này trẻ con được sinh ra nó sẽ thích nghi dần với những mùa đông giá rét rồi là những mùa hè. Như vậy sau này khi lớn lên trẻ con nó sẽ tự thích nghi với cái môi trường bên ngoài, các cô thầy, thay vì cái nước mũi khi mà sổ ra thì trẻ con dùng xuôi chúng ta thường lo sợ. Ở đây trẻ con ở vùng cao này các con sẽ mang cái nước mũi trong suốt cuộc đời trẻ thơ của mình, nghĩa là nước mũi từ trắng cho đến xanh nó liên tục như vậy đến khi mà lớn lên nó theo câu thầy chúng ta nó có thể kháng trước điều kiện thiên nhiên mùa đông giá lạnh cũng như là nắng nóng, chạy ngoài trời khỏi cần mũ nón mưa gió cũng không còn ảnh hưởng gì nữa. Khác với trẻ em vùng xuôi chúng ta là ra ngoài không đợi mũ nắng ngày, thời tiết thay đổi có thể ngay lập tức sổ mũi nhức đầu ha. Thì trên này trẻ con vùng cao là như vậy các cô thầy. Và ở vùng cao này thưa với các cô thầy chúng ta là trẻ em vùng cao từ xưa tới nay đó thì thường thường là vào mùa đông ba mẹ thường chỉ có đốt lửa thôi, đốt lửa các cô thầy chúng ta. Cái đốt lửa ở vùng cao của người đồng bào chúng ta đó, thì ít sợ hơn so với những xuôi chúng ta, bởi vì nhà thì trống cho nên là nó không có bị bí và bị kín ha, không có bị than như cái dưới xuôi nhà kín của chúng ta. Cho nên trẻ em vùng cao ta thấy là chiều nay xuống cái bản gắt cát ấy, các cô thầy chúng ta thấy trẻ em sẽ lăn lê và khả năng chịu đựng trước cái điều kiện thiên nhiên là cực kỳ giỏi. Ngày xưa Cường leo Phan Xê Băng với cái đồng bào dân tộc Hơ Mông các cô thầy, chỉ là khi mà anh em hướng dẫn viên cũng như là khách du lịch phải bịt kín tất cả những cái gì có thể và ở cái túi ngủ có thể chịu được xuống âm khoảng 5 độ nhưng mà đêm không thể ngủ được. Nhưng người dân tộc Hơ Mông á thì những anh chàng trai phân vác đồ là họ chỉ mặc một cái áo mỏng thôi các cô thầy, một cái quần thôi, khỏi cần phải tất khỏi cần phải giày gì cả. Họ cái cảm giác phăng phăng dưới tường núi là họ không bao giờ có khái niệm cảm giác sợ lạnh, là cái khả năng thích nghi. Yeah. Chúng ta bởi vì chúng ta cảm giác ấm quen mà họ khoảng sống ở xứ chúng ta quen quá rồi, nhưng mà ở đây mà thích nghi được á, ta thấy không? Cái người mà lạnh này các cô thầy chúng ta thấy không dám bỏ đồ ra đúng không? Nhưng mà cái người dân ở đây họ có thể bỏ đồ ra được. Họ thích nghi rất tốt, họ thích nghi rất tốt. Thì trẻ em vùng cao này đặc biệt người dân tộc Hơ Mông và người dân tộc Dao là khả năng sống và tồn tại trước cái điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt là tốt nhất ở cái vùng phía bắc Việt Nam. Và trong cái Sapa này người dân Sapa họ sẽ khổ hơn so với những nơi khác các cô nhé. Tức là ở cái vùng nơi khác thì cái lạnh nó sẽ không có cái này các cô này, lạnh nó không có cái nồm cao. Yeah. Cái nồm đấy cực kỳ nguy hiểm các cô nhé, cái nồm rất là nguy hiểm và cái tuổi thọ ngôi nhà đã không cao rồi, sức khỏe con người không tốt, nó làm lạnh buốt lạnh giá và làm cho tuổi thọ giảm đi các cô. Cứ nghĩ là Sapa tuổi thọ cao không có cao các cô nhé. Nếu mà cái người xui chúng ta thì sẽ cao, bởi đâu mùa hè thì ta lên đây ta nghỉ, mùa đông người ta xui về xui hoặc vào miền Nam thì như vậy nó sẽ tránh được cái mùa đông đi. Chứ cái người dân ở đây họ thích nghi với tất cả các mùa trong năm á, thì sau này cứ lớn lên cái là họ sẽ rất nhiều các bệnh các cô, đặc biệt là bệnh thấp khớp. Đó là bệnh mà người dân vùng cao thường phải gánh chịu.
Thì như vậy là hôm nay ta sẽ đến với Phan Xê Păng, một trong những cái nóc nhà mà cái đôi chân của đồng bào dân tộc vùng cao tôi với các cô, các thầy chúng ta là không chỗ nào họ không đặt chân tới. Không chỗ nào không họ không đặt chân tới. Người Hơ Mông hay còn gọi là người mèo. Mà đã là mèo thì sống trên rừng, các cô ạ. Yeah. Ngày xưa người Việt chúng ta gọi họ là người mèo. Nhưng sau năm 1975 chúng ta đã không còn gọi họ người mèo nữa. Bởi vì khi mà chúng ta xưng danh như vậy thì người mèo họ bị một cái cảm giác đó là họ bị xúc phạm, xúc phạm một cái dòng tộc. Chính vì vậy sau này chúng ta đã thống nhất là dân tộc Hơ Mông, các con Hơ Mông hoặc là Mông như này đó. Yeah. Và họ là dân tộc đông thứ 5 trên đất nước Việt Nam chúng ta đấy. Họ ngày nay có mặt tại Mỹ, Canada, Úc và rất nhiều các quốc gia khác. Yeah. Người dân tộc Hơ Mông thì chiếm đến toàn bộ vùng núi cao. Và trước đây cái chỗ ta đang ở đây này, khi mà chưa có người Pháp đến thì cái chỗ này là làng của họ đấy các cô này. Cái làng này xa xưa ta gọi làng Sapa. Sapa theo tiếng Quan Thoại, theo tiếng hội đồng bào dân tộc Hơ Mông thì có nghĩa là bãi đất trống. Xa xưa ở đây là một cái bãi đất trống các cô. Đây là một ngôi làng rất bằng phẳng trên cao, có độ cao khoảng 1600m. Yeah. Nhưng mà cái làng Sapa này người Pháp đặt chân đến đây năm 1903. Sau khi đặt chân đến đây, người Pháp thấy cái điều kiện khí hậu ở đây rất thuận lợi để nghỉ dưỡng. Như vậy là toàn quyền Đông Dương đã quyết định đó là đo đạc kiểm tra khí hậu. Và sau đấy Sapa đạt tiêu chuẩn để xây dựng quy hoạch nghỉ dưỡng. Người Pháp đã quy hoạch tại đây một cái phong phòng du lịch. Năm 1917 Sapa bắt đầu quy hoạch cái bức tranh, chính là bắt đầu xây dựng những biệt thự. Nhưng ngày xưa không phải xây dựng hết đâu các cô thầy. Người Pháp họ xây dựng những cái biệt thự nằm trên núi cao. Và cái hồ Sapa ngay chỗ trước khách sạn Tara đó các cô thầy, đó là cái nơi mà người Pháp để hẳn một cái khu vực công viên, chính là dành cho quan chức Pháp dã ngoại và đi bộ, chính là rèn luyện sức khỏe. Cái núi Hàm Rồng ở cái điểm ngay thị trấn Sapa đó, chính là nơi người Pháp để hẳn lại cái công viên đấy để cho Pháp ngày xưa có quan chức là gì, vừa nghỉ dưỡng vừa vui chơi nhưng phải rèn luyện sức khỏe các cô thầy. Như vậy là Sapa trước đây thì là một cái làng Pháp đó. Yeah. Sapa có khoảng 300 biệt thự đến năm 1925. Yeah. Như vậy lúc bây giờ Sapa đạt được một trung tâm nghỉ dưỡng lớn ở miền Bắc, cùng với Tam Đảo, cùng với Mẫu Sơn và cùng với Ba Vì các cô thầy chúng ta. Nhưng Sapa là nơi yêu thích nhất, bởi vì Sapa là một cái tour du lịch của Pháp lúc bây giờ đưa con chức Pháp đi nghỉ ngơi. Nhưng mà Sapa từ năm 1945 đến năm 1954 gần như Sapa bị bỏ không các cô thầy. Nên là sau cái cuộc chiến kéo dài 9 năm như vậy Sapa gần như là bỏ không. Như vậy Sapa phát triển theo từng ngày một. Yeah. Đã kín rồi, các cô là cần dán nghe đây mà, các cô dán sớm quá. Dạ. Được mấy tiếng? Dạ. Dán này tầm khoảng cả 2 tiếng đấy, 2-3 tiếng. Dạ. Cũng dài đấy, nếu mà dán nó mà dán áo đúng không? Các cô dán áo thoải mái. Dạ. Bởi vì áo ngoài còn bao bọc nữa. Dạ. Cả buổi sáng này. Dạ. Thế ấm hẳn hơn đúng không? Dạ. Các cô dán vào các cô thấy ấm không ạ? Nóng luôn ạ. Nóng luôn ạ. Các cô biết không? Các cô không lo sợ, các cô lo sợ lạnh như vậy các cô mua cái đấy. Thật ra thì mình không sợ, bởi vì khi mình đi bộ, cái cơ thể của mình vận động. Các cô nhé. Ngày xưa bản thân Lê Cường là người mà leo Phan Xê Păng cực kỳ nhiều và các đỉnh núi cao Việt Nam là Cường leo gần như không bỏ qua điểm nào. Như vậy mà khi mà leo, cái cơ thể mình lúc nào cũng vận động và nó nóng. Các cô không lo sợ. Lo sợ là chúng ta, lo sợ thứ nhất là ta hít cái không khí ngoài vào. Thì chúng ta cần có một cái khẩu trang chẳng hạn, hoặc là cái mũ bịt cái tai của mình lại, bởi vì cái tai rất quan trọng, cái tai rất quan trọng. Khi mà bút cái tai và hít cái không khí lạnh phía ngoài vào, nó sẽ cái cảm giác xuống sức khỏe nhanh nhé. Thế còn khi mà chúng ta điện đảm bảo ấm được cái đấy và cái đôi bàn chân bàn tay thì chúng ta sẽ thấy ấm áp, không lo sợ đâu. À. Thật ra thì ở trên Phan Xê Păng có một cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở chỗ này, nó không giống như ở đây các cô. Ở Phan Xê Păng trên kia vừa là mù lạnh, lại nhiều khi còn có gió nữa. Yeah. Cho nên là rời khỏi cái nhà ga cáp treo, chính là sau khi chúng ta lên độ cao 3000m, các cô thầy chúng ta bước ra khỏi nhà ga, các bị chênh lệch. Cho nên lúc đấy các cô chúng ta bước ra cái cửa để thích nghi dần nhé. Sau đấy bắt đầu đi. Và chắc chắn rồi cái nhiệt độ ở Phan Xê Păng thì lúc nào nó cũng sẽ thấp hơn Sapa. Với những ngày mà mùa đông xuống thấp như vậy, trung bình từ 5 đến 8 độ. Yeah. Vậy như ở đây đã lạnh thế này thì Sapa trên đỉnh Phan nó sẽ khoảng xuống đến cả 8 độ so với ở đây. Thế là cô có bao nhiêu cô cuốn hết rồi đúng không? Hết cho mà lên rồi đó. Dán cái miếng dán nóng bây giờ nóng quá. Nóng quá. Chiều ngày 31 mà anh em mặc được giờ đến về Sài Gòn. Rồi cứ mặc cái bộ này mà nguyên suốt sân bay Sài Gòn thôi, bắt đầu về Sài Gòn rồi. Là họ thấy tưởng là cái bộ tộc từ đứa nào đấy. Tất cả mọi người có được quần áo. Là miền Bắc lạnh nhất. Lạnh ở Sapa khi mà khách du lịch lên đây ấy. Cái tay các cô như thế này, hôm nay ta ra ngoài ta cảm giác nó vẫn còn có cảm giác, nó không có buốt. Khi
khi mà lạnh ở Sapa này, bước ra khỏi cửa phòng là ta cảm giác cái bàn tay nó buốt, mất cảm giác, đó mới thật sự là lạnh buốt lạnh giá. Cái này là đặc biệt nhất Sapa là người ta máu lạnh này đổ mồ hôi. Đặc biệt nhất Sapa luôn. Thì Tâm, tình là hướng ngược lại, tối đi nha, mà đường vô nó lại. Tối nay con có hát múa nè. Tối nay đi chỗ nhà thờ đá. Ủa chỗ đó đi là nhà thờ đá lâu sao không? Từ khách sạn ta. Nhà thờ đá. Từ khách sạn các cô rẽ tay trái, tức là từ trong khách sạn ra, có cô rẽ tay trái chỗ ăn sáng. Ăn sáng rẽ tay trái theo cái đường bờ hồ. Các cô đi hết cái hồ đấy là ra đến nhà thờ đá, chính là cái khu công viên Tam Giác. Từ cái hết cái bờ hồ nó khoảng 300 mét thôi các cô. Thật ra cái thị trấn Sapa, taxi họ không muốn chạy bởi vì thứ nhất là nó quá bé các cô. Ta có thể đi bộ được. Và đúng là ở Sapa này nếu mà du khách ngại đi bộ rất khó đi các cô thầy. Bởi vì Sapa họ ra khỏi cái thị trấn Sapa cái là toàn bộ những cái điểm du lịch chúng ta ngày nay là phải đi bộ hết. Như xuống bản Cát Cát, Lao Chải, Tà Van, Tà Phìn, bản Hồ, núi Hàm Rồng, gần như cái điểm nào cũng phải đi bộ. Thì như vậy đi bộ nó cũng là khí thú của Sapa. Và ngay ở trung tâm thị trấn Sapa chính là nhà thờ đá nhé. Thì như vậy là các cô chúng ta có thể buổi tối ra đến khu vực nhà thờ đá. Nhà thờ đá là khu vực về đêm. Tối nay sẽ có nhiều hoạt động văn hóa diễn ra. Bởi vì hôm nay là vào cái dịp lễ vào cuối thứ bảy nữa. Rất đông đúc phải không các thầy? Thật ra Sapa có một cái đó với các cô chúng ta là như Cường nói là Sapa bây giờ nó mất đi nhiều thứ, và trong nhiều cái thứ mất đấy đó là Sapa phát triển một cách xô bồ ồn ào, ta coi là có thể nói là xây dựng nó quá nhiều, làm cho biến mất toàn bộ cái thị trấn Sapa bình yên cách đây khoảng 10 năm về trước. Ngày xưa thưa các cô, một thị trấn phố núi tuyệt vời đẹp, nhưng mà bây giờ thưa các cô thầy, phát triển đến mức độ chóng mặt. Sapa Cường phải nói với các cô thầy, đất ở khách sạn chúng ta đó, đất ngang với khu vực quận 1 của các cô, đất ngang quận 1 phải ngang sánh với đường Nguyễn Huệ đó, sánh ngang với những cái tuyến đường trung tâm nhất của quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Thế là giá đất bây giờ còn đắt hơn cả Hà Nội. Thì Sapa như Lê Cường nói là các cô thầy thấy cái lượng khách Tây mùa này là mùa của khách Tây. Trước đây á, các cô biết là thời điểm này các cô đến Sapa là gần như là không có người Việt, chỉ có khách nước ngoài. Mùa này là mùa người đông ở nước ngoài, nhưng mà lượng khách nước ngoài bây giờ vẫn giảm bớt đi. Bây giờ người ta đi Bắc Hà, Bắc Hà là một điểm cách đây khoảng 80 cây số. Đó là một cái chợ phiên rất nổi tiếng. Hoặc là đi Y Tý Mường Hung, hoặc họ sang đến Sìn Hồ Lai Châu. Đó là những nơi mà nó còn sự hoang sơ. Tất cả khách nước ngoài đến Sapa bây giờ họ sẽ xuống bản, họ sẽ xuống bản các cô thầy. Thế là họ sẽ ngủ ở homestay nhiều hơn so với ở đây các cô thầy. Khách nước ngoài giảm bớt đi là bởi vì sự phát triển quá nhanh của Sapa các cô thầy chúng ta. Thì như vậy là các cô thầy chúng ta sẽ đến Phan Xipang. Người Việt chúng ta thật ra thì Sapa phát triển nhanh là từ cái ngày mà đưa vào sử dụng tuyến đường cao tốc, nó phát triển một độ nhanh hơn nữa các cô. Và đến năm 2019 này chúng ta đưa vào sử dụng thêm một đường cao tốc nữa là cao tốc nối từ Lào Cai đến với thị trấn Sapa luôn các cô thầy. Như vậy chúng ta không còn phải đi đường đèo như hôm qua nữa. Nha. Yeah. Và con đường cao tốc lại đưa vào sử dụng nối giữa Lào Cai với Sapa. Yeah. Còn bây giờ thì các cô thầy chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cáp treo với hai kỷ lục thế giới. Yeah. Có lẽ là ở đây có một số các cô đã từng đi, còn những các cô nào chưa từng đến thì hôm nay sẽ cảm nhận hệ thống cáp treo hai kỷ lục thế giới với hệ thống cáp treo của tập đoàn Sun Group đầu tư. Đây thưa với các cô là cáp treo khó nhất trên thế giới trong quá trình thiết kế và thi công các cô thầy nhé. Đây là chuyên gia đánh giá đây là cáp treo khó thi công nhất ở Việt Nam và khó thi công nhất trên thế giới. Và cái chiều dài của cáp treo hôm nay các cô thầy chúng ta đã mất 20 phút đồng hồ để ngồi. Yeah. 20 phút để ngồi từ nhà ga cáp treo cho đến vị trí độ cao 3.000m. Yeah. Thì Lê Cường thông tin với các cô thầy chúng ta đó là các cô thầy chúng ta sẽ đến với vị trí phía ngoài, sau đấy xe điện sẽ đưa các cô thầy chúng ta vào phía trong và các cô thầy phải đi bộ thêm 300 mét nữa. Đây là vị trí để các cô thầy chúng ta đi qua cái vườn hoa của nhà ga cáp treo. Và qua cái vườn hoa, Cường thông tin đó là để đỡ mất thời gian, các cô thầy chúng ta lưu ý là khi ra hãy chụp hình nhé. Khi vào thì Lê Cường mời các cô các thầy chúng ta di chuyển thẳng vào phía trong nhà ga. Để chúng ta làm thủ tục nhận thẻ cáp treo để vào cáp treo, ta lên trên núi trước. Khi xuống các cô thầy chúng ta từ trong nhà ga ra ngoài vị trí xe, các cô thầy chúng ta chụp hình xong nhé. Đỡ mất thời gian, không có là người đi vào trong mọi người thì chụp hình ở ngoài nhưng mà chờ nhau mất thời gian lắm các cô thầy nhé. Như vậy sáng hôm nay ta dành chọn cho Phan Xipang, một buổi sáng cho Phan Xipang còn thiếu bởi vì
thì có thể chúng ta phải chuyển hệ thống cáp treo rồi sang tàu hỏa leo núi ở phía trên, cho đến có thể chúng ta chinh phục cái độ cao còn lại từ 3.000 đến 3.143. Như vậy mà toàn bộ buổi sáng hôm nay dành cho thời gian khám phá chinh phục nóc nhà Đông Dương Phan Xi Păng. Thì các cô thầy chúng ta vào một trong những nhà ga cực kỳ hiện đại của cáp treo Phan Xi Păng. Cáp treo Phan Xi Păng là đoàn chúng ta ngồi một cabin. Các cô thầy nhá. Như vậy là toàn bộ xe của đoàn ta, các thầy cô là ngồi chung một cabin. Tối đa cabin cáp treo Phan Xi Păng là 35 người ngồi trong một cabin. Và gió lên cấp 11, cáp treo Phan Xi Păng vẫn có thể hoạt động lại bình thường. Đây là cáp treo có thể chịu được sức gió lớn nhất ở Việt Nam chúng ta mà các cáp treo khác không thể thực hiện được. Thì như vậy các cô thầy mất 20 phút đồng hồ để từ vị trí độ cao 1.800m lên 3.000m. Và cáp treo Phan Xi Păng có độ cao, các cô thầy chúng ta biết là cáp treo Phan Xi Păng 2 kỷ lục thế giới. Đấy là độ cao cáp treo từ cái ga đến ga đi là 1.410m. Chính là các cô bắt đầu vào ga cho đến kết thúc ga, các cô phải chênh lệch độ cao là 1.410m. Thứ hai, cáp treo kỷ lục Phan Xi Păng có kỷ lục thế giới, đó là cáp treo 3 giây dài nhất thế giới. 6.292.5m các cô thầy. Hơn 6 cây số các cô thầy chúng ta. 6 cây số. Thì lên đến nhà ga cáp treo, các cô các thầy chúng ta bắt đầu hành trình, đó là đi bộ thêm 80 bậc tam cấp. Vâng, 80 bậc tam cấp qua một ngôi chùa, một ngôi đền, đền Sơn Thần và đền Mẫu và ngôi chùa, trước khi các cô thầy chúng ta có thể đến với vị trí tàu hỏa leo núi. Tàu hỏa leo núi sẽ giúp cho các cô thầy chúng ta di chuyển kéo thẳng lên độ cao 3.143m, chính là nóc nhà Đông Dương các cô thầy chúng ta. Thật ra thì ở đây các cô thầy chúng ta sau khi đến nhà ga cáp treo ở độ cao 3.000m, các cô thầy có thể có ra phía ngoài để cảm nhận và thích nghi với môi trường. Nếu mà sức khỏe không cho phép, các cô thầy chúng ta có thể vào lại trong khu vực nhà ga cáp treo có những quán cà phê cực kỳ kín đáo để các cô thầy chúng ta có thể ngồi nghỉ chân tại đây để chờ đoàn nhé. Chứ không phải là lên trên này bắt buộc mình phải leo các cô thầy nhé. Vì cái điều kiện lý do sức khỏe ta không cho phép, ví dụ như lên mình cảm giác khó thở chẳng hạn, tiền đình tim huyết áp chẳng hạn, nếu cảm giác không thích nghi được, các cô thầy chúng ta có thể quay trở lại cái vị trí đó là khu vực quán cà phê, chính là nhà chờ các cô thầy nhé. Từ đây các cô thầy chúng ta đi tiếp một đoạn 34 cây số nữa thì hết đèo. Thì là cái đường này từ đây ta dẫn lên 12 cây số nữa là lên đỉnh đèo. Từ đỉnh đèo các cô thầy chúng ta xuyên suốt thêm 20 cây số nữa sẽ xuống đến thị trấn Bình Lư, Tam Đường của tỉnh Lai Châu. Và như vậy là cái đèo này một bên là tỉnh Lào Cai và một bên là tỉnh Lai Châu. Giữa đèo chính là ranh giới tự nhiên. Và cái dãy Hoàng Liên Sơn chia hai tỉnh nha các cô thầy chúng ta. Chia hai tỉnh này ra. Và ở phía đông thì tỉnh Yên Bái với tỉnh Sơn La, còn ở phía bắc thì tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai các cô thầy nhé. Cái dãy núi này nó là hùng vĩ nhất Việt Nam các cô thầy, và dãy núi này được gọi là vườn thuốc của đất nước Việt Nam chúng ta các cô thầy chúng ta. Cái tên gọi là vườn thuốc các cô thầy nhé, cái tên gọi của dãy núi này là vườn thuốc. Hoàng Liên là tên của một loại cây dược liệu các cô thầy, Sơn là núi, Hoàng Liên Sơn là tên của một loại dược liệu mà người Trung Quốc gọi là cây chim chim, cây cực kỳ có giá trị và rất tốt trong đông y các cô thầy chúng ta, cho nên người ta đặt tên là Hoàng Liên Sơn. Dãy núi này dài 180 cây số, kéo dài từ Phong Thổ đi về đến tận đó là Phú Yên của tỉnh Sơn La, và chiều rộng từ bên chân núi bên này sang bên kia núi là 30 cây số. Độ cao trung bình từ 2.000m đến 3.143. Như vậy thưa các cô thầy chúng ta là rất hiểm yếu nhá. Nóc nhà của Đông Dương. Và cũng thưa với các cô thầy, cái chân chim nó như cái chân của con chim. Đó là Hoàng Liên là một loại cây dược liệu, nó là một loại cây cỏ. Tên của dãy núi lấy tên của loại cây cỏ quý nhất. Cây chân chim. Chân của con chim. Chính là cái ta nhìn thấy cái kia phải không? Thì đó là cái cây mà nó không phải bạt ngàn. Ở đây có bán không? Có, hiếm lắm, bởi vì cái dãy núi này nói vậy thôi nhưng người ta lấy được cái cây Hoàng Liên là người ta phải leo núi cao, bởi cây này sống ở độ cao trên 2.000m nên là bám những cái vách núi giống như cái xương xỉ các cô thầy, và lấy được thì cũng chỉ là người đồng bào. Cho nên từ xa xưa chúng ta thấy đây là dãy núi có loại dược liệu rất quý hiếm này và rất nhiều, cho nên dân gian từ xa xưa đã đặt tên là Hoàng Liên Sơn. Hoàng Liên Sơn. Và các cô thầy chúng ta biết là trước khi hoàn thiện cáp treo Phan Xi Păng năm 2015 thì cái lượng người mà đến với Phan Xi Păng là rất ít các cô các thầy chúng ta, là rất ít. Bởi vì trước đây mà đi Phan Xi Păng thì với các cô thầy chúng ta là ta phải mất 2 ngày, ít nhất là 2 ngày các thầy. Chúng ta chưa nói là cái công tác chuẩn bị, rồi 3 ngày.
và đặc biệt nó phải có sức khỏe nha. Cho nên ngày xưa tour đi Phan Xipang chỉ là tour khám phá các cô thầy, mà phần lớn là những người sức khỏe cực kỳ tốt, có ý chí vượt qua chính bản thân mình thì mới leo được. Ngày nay thì chúng ta chỉ mất có khoảng 700 ngàn cộng với tiền tàu hỏa nữa thôi, có khoảng gần 1 triệu bạc các cô thầy chúng ta đã leo được đến đỉnh Phan Xipang với 20 phút đồng hồ hệ thống nhà ga cáp treo. Như vậy là cáp treo Phan Xipang nóc nhà Đông Dương nó đã giúp cho các cô thầy chúng ta dễ hơn, ai cũng có thể biết được đây là nóc nhà điểm cao nhất của ba nước Đông Dương, và với khí hậu cũng là khắc nghiệt nhất Việt Nam. Đó là hoa đỗ quyên rừng nhé, không phải như đoạn là những cây cổ thụ 300-400 năm tuổi hết rồi.